mọi người. Đây mọi người ơi, hôm nay em giới thiệu với mọi người về một loại cây, đây là cây son môi ạ. Đây, cây son môi đang có hoa nha mọi người. Đó, cây son môi là một loại hoa đỏ rực này, với cái hình dáng như là những chiếc thỏi son của chị em phụ nữ chúng ta đây này. Thế là được gọi là cây son môi. Đó, cây son môi này là một loại cây hoa nội thất. Đấy, hoa ban công hoàn hảo và rất được ưa chuộng bởi vì cái hình dáng của nó này đẹp và khá là xinh nha, sinh động nhá, sinh trưởng rất là tốt nữa. Với lại cái son môi này là một loại cây mà người ta thường trồng ở trong chậu treo này, trang trí ban công, hay là mọi người có thể trồng ở trong chậu treo hay là trang trí để ban công này, hay là mọi người có thể để mái hiên nhà này, hay là trước cửa nhà này, treo cửa sổ, ngoài hành lang này, ban công và sân thượng nha mọi người. Đó, người ta cũng hay treo ở các quán ăn, quán cà phê này, nhà hàng đó. Thì bây giờ qua cái clip này chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về cây son môi này nhé. Thì cây son môi này thì cái tên thường gọi là cây son môi, với có nhiều tên gọi khác, đó là cây cây kim ngư này, hay là cây son môi này, cây môi son, hay là cây soi hoa son môi, lam son môi, môi son đó. Rất là nhiều cái tên gọi khác về cái cây son môi này nhá. Thì hoa của cây son môi này có màu đỏ rực với hình dáng như thế này. Thì cây giống như cái thỏi son của chúng ta ấy. Đó mọi người ơi, rất là đẹp. Và nó mang rất là nhiều ý nghĩa đặc trưng của cây son môi này, phong sát trong tình bạn này, trong tình yêu này. Đó mọi người ơi, và mang lại niềm vui này, sự thư giãn cho người sử dụng cái cây này, người sở hữu được cái cây son môi này. Và cây son môi này là một loại cây mà có thể là một món quà rất là ý nghĩa gửi tặng cho người thân yêu của mình, và thay thế cho tình ấy, thay cho tình bạn này, tình yêu vĩnh cửu và bạn mà mình muốn gửi đến đó. Thì trang trí ở quán cà phê này, nhà hàng này, cửa sổ này, dàn treo ban công đó. Và vị trí để đặt cái son môi này thì thường được trồng ở trong chậu treo ban công, cửa sổ, dàn đấy, dàn hoa này, mái hiên nhà của mình, và có thể trang trí ở các quán ăn này, quán cà phê nhá. Thì cây son môi này thì được các hộ gia đình được yêu thích, bởi vì là cây son môi này là một loại cây dây leo nhiệt đới nhá, và cây mọc buông rũ như thế này, và hoa của nó dài và có màu đỏ. Đây mọi người ơi, hoa của cây son môi đây, đây là cái mà nó đang chuẩn bị này, đây là, đây là cái mà đã nở hoa rồi này. Đấy, son môi thì có màu lá màu xanh và hình trứng, và có hình mũi mác như thế này, đối xứng nhau. Đây này mọi người, đó. Thì son môi này là một loài cây hình ống, và các cái thùy trên thì ngắn hơn cái thùy dưới, và hoa của nó thì màu đỏ tươi và cuống màu màu sẫm nhá. Cái cuống của nó là màu sẫm, nên màu nâu sẫm như thế này. Đây mọi người thấy không? Đó, hình dáng của ống son môi đúng với cái tên gọi là son môi luôn. Đây, nó đỏ chói lọi luôn ấy này mọi người ơi. Hoa son môi này thì có đặc điểm là hương hơi nồng, nhưng mà cái hình dáng của và màu sắc của nó rất là ấn tượng và rất là độc đáo, đặc biệt nha mọi người, rất là đặc biệt luôn đấy. Thì tốc độ sinh trưởng của cây son môi này thì khá là nhanh và phát triển rất là nhanh, phù hợp với những nơi râm mát và có độ ẩm cao nhá. Và về cách chăm sóc thì chế độ nước, về thứ nhất là về chế độ tưới nước cho cây nhá. Thì chế độ nước thì là một loại cây mà ương mát, nên là cây không cần phải tưới nhiều nước này, và cần tưới nước trong tầm 3 ngày một tuần nhá mọi người.
và trồng ở đất tơi xốp này và có thể có rất là nhiều chất dinh dưỡng cho cây và độ ẩm đầy đủ nhá để có thể nuôi dưỡng được cây. Và một số lưu ý mà khi trồng cây son môi này thì các bạn lấy son môi này thì hãy để cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị nó có thể chăm sóc này theo cái lịch của họ đó. Thì cây son môi này là một loài cây mà nó cần ánh sáng để phát triển và ra hoa. Tuy nhiên thì không được để cây dưới ánh nắng quá gay gắt, sẽ khiến cho cây bị héo và có thể chết đi. Đó, không đổ bã chè, bã cà phê vào chậu cây và luôn giữ cho cái mặt chậu cây cây thoáng này. Một tháng một lần thì mình thay chậu đi để ở ngoài trời đó mọi người ơi. Và không đặt chậu cây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Khi mà cây xuất hiện những cái lá vàng này, lá úa hay là lá héo ấy thì chúng ta phải cắt bỏ đi ngay. Đó, không thì mình mấy cái lá đấy sẽ bị nó sẽ lây lan ra cho những cái lá khác nha. Cây mà bị rụng lá hay là nhiều nhánh mà có hiện tượng là nó sẽ bị mềm và bị rũ xuống là chúng ta cần phải chăm sóc đặc biệt cho cây nhá, phải thay thế bằng các cái cây mới. Đó. Cây son môi này là một loại cây mà chúng ta nên sở hữu cho mình một cái cây chậu như thế này. Đấy, với cái hoa màu đỏ này, lá màu xanh và thân màu nâu như thế này, rất là nhiều màu sắc đúng không? Đó, hoa thì giống như là hoa của son môi, giống như là tên của nó luôn. Đó, là một loại cây nội thất rất là hoàn hảo cho chúng ta, bởi vì cái cây này cũng rất là nhiều người ưa chuộng nhá. Và cái hình dáng của nó thì rất là sinh động, rất là độc đáo. Nó rủ xuống như thế này rất là đẹp nha mọi người. Đấy, đúng không ạ? Đó, cây đẹp lắm. Cây son môi này là một loại cây mà cần cái điều kiện ánh sáng này, cây son môi có thể phát triển rất là tốt. Đấy, ở chỗ nơi mà ẩm ướt này, thông thoáng nhá. Nhiệt độ thì cây son môi này ưa mát, không chịu được nắng quá gay gắt nên là nhiệt độ sẽ tầm khoảng 18 đến 26 độ C và cây lùi đi khi mà quá là rét hay là quá là nóng. Đó. Và không treo cây son môi này dưới máy điều hòa nhá. Đó. Và cây son môi này là loại cây mà ưa sáng bán phần, không ưa nắng gắt nên là chúng sinh trưởng phát triển mạnh khi được đặt ở những nơi râm mát và có độ ẩm cao. Đó. Độ ẩm ưa ẩm nhẹ này và không chịu được những cái đất nhão ngập. Đâu mọi người ơi. Và cây son môi này thì để ở những vị trí mà ưa sáng và thích hợp trồng tại nhà, rồi vị trí có ánh sáng nhé mọi người. Tưới nước thì mình vừa nãy mình bỏ nói là 3 lần một tuần rồi đó mọi người ơi. Về các sâu bệnh hại thì khi mà bị cây mà bị ứng thì có thể đến hiện tượng là thối thân rễ này, cần cắt bỏ và loại bỏ đi các cây mà bị hại đi, thoát nước cho cây, có thể thay thế đất cho cây luôn, nó phát triển tốt nhất nhé. Các loại cây gây bệnh cho cây thì mình có thể kể đến như là cây các loại như là nhện ve này, hay là dẹp sáp này, hay là bọ trĩ. Và chúng ta có thể sử dụng diệt côn trùng để cho cây có thể phát triển hoàn toàn khỏe mạnh nhá. Và các bạn còn muốn hỗ trợ gì về các thông tin về cây ấy, thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc cho mọi người nhá. Và số hotline thì luôn luôn mở nên là mọi người có thể nhắn tin, gọi điện, hoặc là chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop 39 cây đời nhá. Và ở ngay phố Trần Bình, 39 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline mình để ở trên tường, hoặc là mọi người có thể liên hệ qua
Zalo, Facebook nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Đây mọi người ơi, mình nghĩ là mọi người nên sở hữu cho mình một chậu cây như thế này. Mọi nhà nên có nha mọi người. Vừa có công dụng là cái cây này cũng có thể lọc không khí này, vừa trang trí cho nhà cửa của chúng ta này, vừa đẹp mắt nữa. Mà nó rất là đẹp luôn ấy. Thì đấy là một số thông tin mà mình chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người muốn biết thêm chi tiết hơn thì mọi người có thể gọi điện cho mình nhá. Cảm ơn mọi người.